Rồi tiếp tục lên cho mọi người một đàn Bắc Hà trắng, Bắc Hà sù trắng 3 con và một đàn mông cọc con của lõm. Đây cho mẹ, đây cho mẹ tuyệt đẹp luôn. Đây cho con, có một con này lông đuôi giống mẹ này. Đây, mẹ đây, để mọi người sẽ tiện, mọi người sẽ nhìn thấy cái sự khác biệt của cái con chó con mông cọc và con Bắc Hà khi nó còn bé luôn, cái kiểu mặt của nó. Cái kiểu mặt của nó thì nhìn cái con Bắc Hà nhìn mặt nó có vẻ nó hình thang hơn, tức là cái độ giờ thuôn dài chữ nhật hơn. À, vì tỷ lệ của con Bắc Hà ấy, giữa cái mũi và cái phần trán từ cái hõm mắt mà lên trên đầu là tỷ lệ về sau của nó là 1:1. Còn cái con mông cọc ấy thì là cái đầu ấy nó sẽ to hơn là cái mũi. Cái mũi nó sẽ ngắn hơn. Tỷ lệ của nó sẽ là 1:1.5. Đấy, một bên là 2:3, tức là cái mõm này, con cọc này là cái phần mõm này 2 này. Cái phần hộp sọ, cái phần trán là 3, phần mõm là 2. Đấy, 1:1.5 hay là 2:3. Thì con Bắc Hà ấy nó sẽ tỷ lệ nó sẽ là 2:2. Gần như là 2:2 đấy. Mọi người sẽ nhìn thấy nó. Nhìn nó có một cái nên là cái con Bắc Hà này nhìn cái mõm nó so với cái đầu của nó là cái mõm nó sẽ dài hơn một chút. Và cái mặt của con Bắc Hà nó tương đối là hình thang. Cái khoảng trán của cái con, có thể nói là cái khoảng trán của con Bắc Hà này cảm giác của nó bé hơn so với cái mõm, so với con cọc về tỷ lệ. Đây này, cái phần hộp sọ trán và cái phần hộp mõm là nó không có chênh lệch nhau nhiều này. Đây con cọc này chênh hẳn nhau này, chênh nhiều hơn. Đây. Nói chung là cũng khó đấy nhưng mà nhìn là vẫn thấy là chúng nó khác nhau đấy. Đây. Bắc Hà nó trắng muốt luôn, đàn này thì 3 con. Đàn này 3 con thì có một, cũng có một con trắng muốt. Về sau ấy những cái con mà nhìn nó hơi có hơi vàng vàng một tí nào nó cũng chỉ là lông đệm thôi. Ui trời, đực quá đẹp luôn. Đực quá đẹp luôn chứ không phải là đẹp. Rồi lõm đi ra kia, lõm ra kia để quay mấy con nhóc con này tí. Lõm tránh ra. Được này, quá đẹp luôn. Đàn này 3 con nên con nó rất là mập. Đây là con cái này. Như vậy là hai đàn Bắc Hà trắng thì có 3 con cái nha. Thành ra là nếu mà hai người mà đã cọc rồi mà cùng bắt ấy thì là vẫn còn một con. Để cho mọi người mà ai thích nuôi thì có thể bắt con cái lần này. Và tổng cộng như thế là tổng cộng là có 5 con đực. Tổng cộng 2 đàn về Bắc Hà sù là 2 đàn là có 8 con thì là có 5 con đực. Và 3 con cái đều trắng muốt rất đẹp. Còn cọc ấy thì là đàn này là lõm là đẻ được 5 con. Thì có một con có đuôi này. Đây này, một con có đuôi. Tất cả những cái con này như cái con màu như này nhưng về sau nó sẽ là con màu vàng. Nhìn cái chân của nó này. Màu là sẽ nhìn ở cái chân. Nếu nó không phải là tứ mục thì về cái màu về sau của nó là cứ nhìn màu ở cái chân là màu gì thì lớn lên nó sẽ là màu đấy. Ui giời, đánh nhau. Cái bắt nạt à? Được à? Ui giời, thằng đực này phải nói là quá đẹp luôn này. Đực đấy. Đuôi giống với mẹ lõm. Lõm tránh ra kia để quay con của lõm nào. Này, đuôi đây. Đuôi này là đuôi thỏ. Đây. Này vàng, vàng rực luôn. Rực rỡ luôn. 4 đực cơ à? 4 đực. Ôi giời ơi, nó bắt nạt em hả? Đây này em đực này. Em đực này thì về sau sẽ là em vàng. Nhìn cái chân của nó vàng. Hay là tứ mục, chắc là vàng. Chứ nhìn bây giờ nó đen nhưng không phải đen đâu. Ê, cái con dài đuôi này là đực hay cái? Dài đuôi là con đực. Ai thích bắt con chó khôn trong nhà thì có thể đón con này. Rẻ như con chó ta, như con chó bọ thôi. Con vàng cháy này là con gì? Đực hả?
Đực này là đực rất đẹp bên này. Ôi trời ơi, đúng là đực rồi. Vàng cháy luôn. Ôi giời, lại trời lại sắp mưa rồi. Vừa mới bảo là mấy hôm mới được tạnh hôm. Thôi được rồi, thôi chạy thôi, không cho con dính mưa không được. Đây con cái đây, cái thì cọc tịt. Cái cọc tịt. Con vàng đực vàng cháy bé hơn này cũng cọc tịt. Rồi, bé nó vào đây. À đây là con dài đuôi. Con này cũng có một tí đuôi. Khả năng là cũng nó cũng là cọc tịt đấy. Hơi nhấc vào đi, nhấc hết vào đi. Đây, hai bà mẹ đây. À, hòa thuận với nhau. Con Bắc Hà trắng và con cọc. Con cọc này, con lõm này này. Con lõm này thì là nó đã chứng nhận giống F0 rồi. Chứng nhận thuần chủng rồi. Bắc Hà thì chưa cho con nào đi chứng nhận cả. Rồi, thôi đi vào đây. Quá đẹp luôn. Thôi đi vào. Vào mấy con đây. Mọi người ấy, quay video muộn quá, trời nó mưa mất rồi. Thì mọi người mà quan tâm đến cho con mông cọc Bắc Hà của trại thì cứ liên hệ qua cái số điện thoại Zalo 0901 008 234. Đợt này thì cho chúng nó đẻ ít thôi, vì ít người nuôi được. Có cọc là hầu chắc có lẽ là cọc là sẽ chỉ có cái đàn này thôi. À cọc là còn một đàn là nó đẻ mấy con, nhưng mà chỉ còn sót lại được có một con. Thì để rồi mình sẽ quay một cái đoạn video riêng, ai quan tâm thì mình sẽ gửi. Còn lại thì coi như là đợt này là coi như là hết cho con. Sau cái ba cái đàn cho con này là sẽ hết cho con mông cọc Bắc Hà. Phải chờ đến Tết thì mới có tiếp. Thì mọi người ai mà quan tâm thì sẽ bắt cái đợt này. Còn hiện tại bây giờ thì cái đàn cho con của cái loạt trước ấy, là cái loạt mà nuôi mà để cho nó bị lỗi tai mấy con cọc ấy, vẫn còn 4 con nữa. Mọi người ai mà thích cái con chó mông cọc Bắc Hà, mông cọc, con cọc đuôi để nuôi trong nhà mà không quan tâm đến cái việc tai nó có lên được hay không, nó hoàn toàn nó có thể lên được về sau, nhưng mà bây giờ cứ xác định là nó hỏng tai. Chỉ xác định là gì, là mua một cái con chó ta cọc đuôi vàng đẹp và nó rất là khôn để nuôi trong nhà. Và cái con cho con bây giờ nó khoảng rơi vào khoảng tầm mấy con đấy thì nó tùy con to con nhỏ. Con nhỏ thì nó 7-8 cân mà con to thì nó phải 9-10 cân. Có khi 11-12 cân rồi cũng đi, vì mình cũng không quan tâm đến cái cân nặng của nó lắm. Thì rất là thuận lợi để mà nuôi rồi. Thì mọi người mà thích bắt đấy thì cứ liên hệ, vì những cái con cún đấy thì sẽ để cho mọi người theo giá, theo giá con chó ta bình thường để nuôi thôi. Có thể tính theo cân. Thì ai mà nuôi được, ai có nhu cầu nuôi thì cứ liên hệ qua Zalo điện thoại 0901 008 234 nhé. Gọi mà không được thì mọi người để lại cái tin nhắn. Vì mình rất là nhiều cái công việc, thành ra là gần như là mình nghe điện thoại có nhiều lúc là gọi là mình sẽ không nghe được. Nhưng mà sau đấy thì mình sẽ xem lại các cái tin nhắn. Còn rất nhiều cuộc gọi lỡ mà mình không gọi lại, bởi vì nó có nhiều cuộc gọi lỡ quá. Mà các bạn dùng điện thoại thì các bạn cũng biết đấy, bây giờ là rất nhiều những cái số điện thoại là người ta làm phiền, spam, mời mọc cái này, mời mọc cái kia mà mình chả quan tâm đến. Thành ra là gọi lại nó mất thời gian, vào mấy cái số mất thời gian lắm. Thành ra mọi người ai mà có cái nhu cầu với này cái con cún con thì mọi người gọi không được thì mọi người để lại một cái tin nhắn để mình gọi lại nhé. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.